Đây đây em vô cái đây. Cái gì vậy trời ơi? Từ từ thôi, chậm chậm thôi. Làm cái gì mà mờ ám quá vậy? Nè. Hôm nay á, anh sẽ dành cho vợ một bất ngờ nha. Chịu không? Sao? Không có được mở mắt ra nha. Ừ. Đưa cái giỏ này cho anh. Nay không làm sao vậy trời? Vợ yêu, mở mắt ra đi. Tặng hoa. Tặng hoa cho em đó. Trời, gì hôm nay anh lạ dữ vậy? Trời ơi, thắp đèn cầy. Giữa trưa nắng nóng mà anh đem thắp đèn cầy. Anh tính thui em hay gì vậy? Cái này người ta gọi là lãng mạn. Lãng mạn? Vợ yêu, hãy nhận lấy tình yêu của anh. Cảm ơn anh nha. Thấy ghê quá vậy? Đấy, em không cần phải làm cái việc đó. Mời vợ ngồi. Sao chồng tôi hôm nay không lạ vậy trời? Vợ à? Hả? Vợ có thấy đói bụng không? Đói, trưa nay ăn gì vậy? Anh có chuẩn bị cho vợ một bất ngờ. Ừ. Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt nữa hả? Một món ăn tuyệt vời. Rồi. Hả? Thịt luộc hả? Hả? Ê, vậy là đủ bộ luôn rồi đó. Có hoa nè, đèn cầy cúng, thịt luộc. Ông tính cúng cô hồn tôi hả? Đâu có. Còn trái trứng với lại hai con tôm nữa mới đủ bộ chứ. Trứng với hai con tôm không? Không, không. Ông mà đem đủ bộ ra đây là ông chết ông với tôi chứ ở đó. Có thương, đừng có giận dỗi vậy được không? Cái này là món ăn đặc trưng. Món ăn đặc trưng gì? Có ai đời á ăn thịt luộc mà để nguyên một cục như vậy không? Cắn một cái cho nó tứa mở ra hay chi? Đâu có. Anh tính hết trong đầu rồi chứ bộ. Anh để một cục như vậy là để có thời gian cầm cái cây dao cắt thịt cho em ăn. Như vậy mới lãng mạn chứ. Để em cắt cho. Chết cha rồi. Thiếu sốt. Sốt nữa? Ừ. Nay chồng tôi chu đáo dữ. Xích vang, xích nấm, xích cam y. Sốt mắm tôm. Đúng rồi, ăn thịt luộc là phải chấm với mắm tôm nó mới ngon chứ. Vậy cũng được nữa hả? Ừ thôi, mình nhập tiệc đi. Ủa mà sao hôm nay anh lạ quá vậy? Yên tâm đi, còn nhiều bất ngờ nữa vẫn yêu. Thôi anh đừng có cắt nữa, em no lắm rồi. Mâm mâm một miếng nè. Em ăn không nổi nữa, thiệt ngán quá. Cạn ly. Cạn ly. Ngày hôm nay á, giờ thấy thế nào? Bất ngờ lắm. Có thú vị không? Ừ, cũng thú. Hả? Ý là thú với những cái vị này. Giờ thích á là anh vui lắm. Nhưng mà giờ ơi, còn một bất ngờ nữa. Bất ngờ nữa hả? Chờ chút xíu nha. Anh làm trò gì nữa vậy? Quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời quý cô nhảy một bản nhạc tango cùng với tôi không? Thôi đi. Quý cô yên tâm, tôi sẽ dìu cô. Trời ơi. Ủa dạ ai vậy? Trời ơi, anh bị điên hả? Anh làm cái trò gì vậy? Bực bội quá đi. Nãy giờ nhịn đủ lắm rồi đó nha. Thì anh chuẩn bị hết tất cả những điều này là vì em mà. Vì em cái gì? Tôi nói tôi thích vậy hồi nào? Thì
Anh có nghe em nói với chị Tiên Sa là em thích chồng Tây, em thích một người đàn ông là phải biết chuẩn bị cho em mọi thứ, chuẩn bị cho em một bữa ăn tối nó lãng mạn. Đó là lý do anh chuẩn bị hết tất cả những điều này mà. Hùng Dũng, trời ơi, tôi nói tôi thích chồng Tây ở đây á, có nghĩa là tôi thích cái phong cách được phục vụ, được yêu thương. Vậy giống như là có một cái bữa ăn thật là thú vị, lãng mạn với anh nến, rồi đồ ăn Tây. Còn anh ở đây hả, anh chuẩn bị cho tôi tất cả những thứ này á, là miền Tây, hiểu chưa? Nghĩ làm sao vậy? Làm ba cái trò gì đâu mà không thể nào mà chấp nhận được. Đâu phải anh không muốn đâu, anh nói thiệt với vợ, anh còn muốn hơn như vậy nữa. Thậm chí anh còn ước mơ là anh sẽ dắt vợ vô nhà năm sau ăn tối với vợ dưới ánh nến lung linh. Nhưng mà thật sự là anh không có đủ tiền chứ bộ. Em nghĩ đi, thịt bò bò mắc hơn thịt heo, cái nến bự tiền đâu mua. Bởi vì giờ có bao nhiêu dốc hết rồi đó, anh để dành cả tháng trời có được vậy. Anh xin lỗi, mày không thích thì thôi. Thôi mà, em hiểu tấm lòng của anh rồi. Mà em nói anh nghe nè, em nói em thích chồng Tây vậy thôi. Nhưng mà làm sao mà qua được chồng của em, đúng không? Bây giờ dù cho chồng Tây có yêu thương vợ, có chiều chuộng vợ như thế nào đi chăng nữa thì đó cũng là chồng của người ta. Còn anh nè, anh mới là chồng của em chứ bộ. Giờ nói thiệt chứ. Thiệt. Vợ tôi là nhất trên đời.